Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay đó là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ Ngày 29 tây tháng 6 năm 2021 Và bây giờ Việt Nam đó đã là ngày thứ tư ngày 30 tháng 6 rồi Chúng ta đã kết thúc cây quý 2 ở Việt Nam Ngày mai là ngày kết thúc quý 2 ở Hoa Kỳ Thì bây giờ là khoảng 8 giờ 39 phút tối Và chúng ta thấy được là về phương diện giá cả thì ngày hôm nay giá của Bitcoin đã lên tới cái mức cao là 36.667 chúng ta đang nhìn vào biểu đồ ở trên sàn của Coinbase trước khi mà chúng ta thấy giá Bitcoin rớt trở xuống còn 35.257 thời điểm hiện bây giờ nhưng mà chúng ta ngày hôm nay đó nhìn chung đó thì các bạn thấy được là chúng ta cũng có rất nhiều màu xanh ở trên thị trường những đồng như là chúng ta thấy được là đồng Ethereum vẫn tiếp tục là trên 2.000 đô chúng ta nhìn vào những đồng lớn đó thì các bạn thấy được là chúng ta vẫn thấy Bitcoin tăng 8,5% trong vòng 7 ngày qua và Ethereum thì vẫn tăng 14% chúng ta có những đồng cũng tăng rất là mạnh trong vòng 7 ngày qua như là đồng BNB tăng 12% Cardano tăng 16,9% đồng Dogecoin vẫn tăng 34,9% XRP tăng 24,9%, Polkadot tăng 10% và chúng ta có Bitcoin Cash tăng 17,6%. Thì ngày hôm nay đó thường sẽ không có chú tâm quá nhiều về cái phương diện giá cả ngắn hạn Chúng ta sẽ nhìn vào dài hạn hơn Và chúng ta cũng sẽ không có nói về những cái tin tức hiện bây giờ Tại vì tôi muốn chia sẻ một cái thông điệp với các bạn Đó chính là chúng ta nên zoom ra để mà nhìn vào tình hình của Bitcoin trong thời gian Bao nhiêu năm qua chứ chúng ta không nên chỉ nhìn vào ngắn hạn Tại vì các bạn có đã biết là cái cách mình thường đầu tư đó trong thị trường này đó là đầu tư dài hạn và trung bình giá nhiều năm chứ không phải là chúng ta nói tới là giá cả bitcoin từ đây cho đến cuối năm là bao nhiêu giá cả bitcoin đó trong vòng một tháng sau hai tháng sau là bao nhiêu thực ra điều đó không có quan trọng lắm mà chúng ta cần phải nhìn xa hơn nhìn vào những gì bitcoin đã đạt được và những gì trong tương lai của bitcoin đây mới là điều mà quan trọng và chúng ta cần nên xem trọng không phải là những gì mà các bạn đang được nghe mà những gì các bạn đang được thấy. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và như mọi nào mà chưa có theo dõi Thuần Capital Video những mạng xã hội các bạn có nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin như là Telegram, channel Facebook và Twitter để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và trong cái video ngày hôm nay chúng ta có một nhà tài trợ không ai khác hơn đó chính là sàn Remitano và sàn Remitano đó các bạn cũng đã biết là có một cái bộ phim mới vừa ra mắt Thuần đã giới thiệu với các bạn tuần vừa rồi đó chính là Garden đình Fashion và tuần vừa rồi chúng ta nói tới là tập 1 thì nhiều bạn cũng nên nhớ nội dung đó phim bao gồm những cái tình huống xoay quanh Cặp vợ chồng, cha con, chị em, đồng nghiệp Và Bitcoin đã được ví như là vàng điện tử Và người cha thì tích tiền cà phê hàng ngày tương đương khoảng 25 000 đồng Việt Nam để mua Bitcoin tích lũy Và chúng ta bây giờ đã có tập 2 của bộ phim Vừa được công chiếu vào ngày 26 tháng 6 như là cái tây 3 ngày Và có sự xuất hiện của nhân vật trà xanh đã làm cho nhiều cái tình huống xáo trộn với đôi vợ chồng Remy và Pha Thì trong tập 2 này đó cũng rất nhiều thú vị Nhiều người cũng thắc mắc là có xoay quanh về crypto hay không Thì cái thông điệp cũng là như vậy Ý nói là bây giờ đó thì nhiều người thay vì họ đi khoe vàng họ có thể đi khoe tiền kỹ thuật số khoe coin đây là cái thông điệp được chia sẻ bởi tập 2 những bạn nào mà có thú muốn xem tập 2 hoàn toàn miễn phí và các bạn có thể đăng ký vào cái youtube của Remy channel để mà đón xem những tập kế tiếp vào 8 giờ tối thứ bảy hàng tuần link sẽ nằm bên dưới video này chúng ta hãy nói tới một cái thông tin ngày hôm nay đi đây là một cái thông tin mà được chia sẻ bởi AMB Crypto Nhưng mà thông tin này đã cũng có mặt trên rất là nhiều những trang web khác nhau Thì thông tin này đã chủ yếu là thông tin đến từ Fed của Hoa Kỳ Nghĩa là Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ Và đặc biệt chúng ta có những cái câu nói của Chủ tịch John Powell của Fed ở Hoa Kỳ Cũng như là Phó Chủ tịch Giám sát của Fed ở Hoa Kỳ Nói về Bitcoin, nói về vàng và nói về CBDC Thì thực ra mà nói chúng ta chỉ cần nói tóm tắt lại đó Thì Fed Bây giờ nói là không cần phải quan tâm đến cái sự hiện diện của Bitcoin cũng như là những loại tiền crypto khác nhau và những cái loại tiền đó sẽ không làm ảnh hưởng đến cái vị trí của đồng đô la sẽ không làm ảnh hưởng đến cái sự ảnh hưởng của đồng đô la sau này và chúng ta cũng không cần phải quá lo sợ về những cái đồng ổn định. Thì một điều mà rất là thú vị đây đó mà rất khác so với những lời phát biểu trước đây của Fed đó chính là khi mà nói về vàng đó thì Fed nói là chúng ta cần phải xem vàng cũng như là một cái loại kim loại gì đó phát ra ánh sáng nhưng mà theo định nghĩa đó thì những cái sự hứng thú liên quan tới vàng sẽ từ từ phai mờ đi chúng ta thấy được là không có gì mà Fed nói có thể cạnh tranh được với đồng đô la trong đó chúng ta cũng không thấy vàng có thể cạnh tranh được với đồng đô la đây là cái lời phát biểu của Fed còn nói về Bitcoin đó và những loại tiền kỹ thuật số khác thì Fed nói là những cái loại tài sản này đó là những cái loại tài sản mà không có được đảm bảo giá trị có nghĩa là giá trị lên xuống rất là thất thường không thể xem đây như là một cái công cụ lưu trữ giá trị lâu dài được chỉ có thể coi Bitcoin và những loại tiền điện tử như là một cái công cụ đầu tư mạo hiểm mà thôi đây là những lời phát biểu của Fed và đặc biệt Fed nói đó là không có gì thay thể cạnh tranh được với đồng đô la còn cái phương diện là Fed có đưa ra một tiền kỹ thuật số riêng của Hoa Kỳ hay không đó hay chúng ta còn gọi là CBDC central bank digital currency thì Fed nói là bây giờ đó có đưa ra một cái đồng của Hoa Kỳ hay không thì cái lợi và cái hại vẫn chưa có rõ, cho nên bây giờ đó hoàn toàn có thể là Fed sẽ có thể tận dụng những đồng ổn định trên thị trường hiện bây giờ dựa theo đồng đô la, chúng ta thấy được, những đồng như là chúng ta thấy đồng USDC, đồng Gemini Dollar những đồng ổn định những cái stable coin trên thị trường mà dựa vào giá trị của đô la đó. Fed nói là có thể là dựa vào những đồng đó và kết hợp lại để có thể đưa ra một cái chiến lược tiền điện tử cho Hoa Kỳ. Chứ có thể là Hoa Kỳ sẽ không có một tiền điện tử riêng mà sẽ dựa vào những cái công ty tư nhân. Đây là một cái điều rất khác so với những gì chúng ta nghe nói trước đây. Đây lần đầu tiên mà Thuận nghe nói tới là Fed có ý định là sử dụng những cái đồng stablecoin của tư nhân. Tuy nhiên cái mà họ muốn đó là những cái loại stablecoin này vẫn tiếp tục dựa theo đồng đô la và cái quyền kiểm soát đồng đô la vẫn nằm trong tay của Fed. Đây là điều mà các bạn cần nên hiểu. Thì cái mà tôi muốn chia sẻ ở đây đó là chúng ta nói tới những gì mà người ta thường chỉ trích liên quan tới Bitcoin nói riêng và khi nói chung. Đó chính là khi mà chúng ta nói tới Bitcoin đi Tại vì vai trò Bitcoin đó nhiều người bây giờ cho là một loại tài sản lưu trữ giá trị lâu dài Thì có hai điều chúng ta cần phải nói tới Điều đầu tiên mà nhiều người mà chỉ trích Bitcoin đó thường nói là làm sao mà xem Bitcoin như là một loại tài sản lưu trữ giá trị Trong khi mà Bitcoin có thể mất giá trị như là nhiều người chỉ ra được là gần đây Giá Bitcoin lên 65 000 nhưng mà sau đó lại đi trở xuống bây giờ là 35 000 Chúng ta nhìn vào năm 2018 khi mà giá bitcoin đó đi từ cái mức là khoảng chừng gần 20.000 đô đầu năm mà đi xuống chỉ còn có 3.700 đô cuối năm 2018 mà thôi thì làm sao mà xem là một cái loại tài sản lưu trữ giá trị được trong khi giá cả lên xuống quá nhiều chúng ta nhìn vào trong thời gian là một năm qua đi các bạn thấy được là giá bitcoin một năm trước đây là khoảng 10.000 đô bây giờ đã là 35.000 đô đây là một trong những điều mà chúng ta thường hay nghe nói tới cũng như là làm sao đảm bảo được là giá trị của Bitcoin sẽ tiếp tục tăng trưởng sau này. Cho nên không thể xem Bitcoin nói riêng là một cái loại tài sản lưu trữ giá trị được. Nhưng mà đây là cái lời phát biểu của Fed. Các bạn thấy được là những người khác đó thì lại không nghĩ như vậy mà họ không phải là nói bằng miệng mà hành động chúng ta thấy được là chúng ta nhìn vào đây là các bạn danh sách của rất nhiều những công ty đây là một trang web mà nhiều bạn chắc cũng đã quen thuộc đó chính là Bitcoin Treasury thì trong web này đó là thống kê lại những công ty chúng ta có những cái công ty đầu tư có nghĩa là những công ty mà quản lý như quỹ đầu tư ETF thu mua Bitcoin cũng có chúng ta có những cái quốc gia thu mua Bitcoin cũng có Chúng ta có những cái công ty mà lên sàn chứng khoán thu mua Bitcoin cũng có Và chúng ta có những công ty tư nhân thu mua Bitcoin cũng có Và các bạn có thể nhớ là mới đầu đó Cái danh sách này đó không có dài trong cái phạm vi là một màn hình các bạn đã nhìn thấy được hết tất cả những công ty nhưng mà các bạn thấy là bây giờ danh sách của những công ty đó mà lưu trữ bitcoin ngày lại càng dài và càng nhiều hơn chúng ta thấy được là tổng cộng cái số lượng bitcoin hiện bây giờ nằm trong tay của những công ty và những cái quốc gia đó mà chúng ta biết thôi đây là những cái công ty mà lên tiếng một là họ bắt buộc phải thông báo tại vì họ là một công ty lên sàn chứng khoán ở Hoa Kỳ cho nên cần phải giao nộp giấy tờ để những cổ đông biết là họ đang lưu trữ những loại tài sản nào còn hai những công ty này đó là họ tinh nguyện để mà thông báo còn rất nhiều và rất nhiều công ty chúng ta không biết có thể là lưu trữ rất nhiều Bitcoin chúng ta chỉ biết được là những gì hiện bây giờ đó là cái số lượng Bitcoin mà lưu trữ ở trong những công ty này đã lên tới là 1 triệu 446 956 Bitcoin Giá trị tính theo bây giờ đó đã là cái mức là 51,1 tỷ đô la Thì câu hỏi là bây giờ đây, những công ty này đã lưu trữ tổng cộng là 6,89% của tất cả Bitcoin lưu thông Đó là những gì chúng ta biết có thể là còn nhiều hơn nữa Thì đối với lại những cái lời mà chỉ trích của Fed gần đây đó hay là chúng ta nói tới nhiều người cũng đưa ra những lập luận tương tự là giá cả Bitcoin lên xuống như vậy thì làm sao mà có thể lưu trữ lâu dài coi như là một cái loại tài sản lưu trữ giá trị được nhưng mà các bạn thấy được những công ty đó thì lại không nghĩ như vậy chúng ta có những công ty lớn như các bạn đã cũng đã biết đó, là Michael Strategy cũng lưu trữ số lượng lớn Bitcoin 100 là 5.085 Bitcoin Tesla lưu trữ bây giờ chúng ta biết cái là tổng cộng là khoảng 42.902 Bitcoin và dựa thơ Elon Musk thì vẫn chưa bán cho đến thời điểm hiện bây giờ. Thì uh, các bạn thấy được là tuy là có nhiều người thích hay là không thích Elon Musk nhưng mà chúng ta thấy được là dù sau đây nữa công ty Tesla vẫn là công ty đứng thứ nhì trong những công ty lớn lên sàn chứng khoán hiện bây giờ mà lưu trữ Bitcoin công khai. Chúng ta có những công ty khác như là Square cũng lưu trữ Bitcoin. Chúng ta đương nhiên có những công ty trong thị trường này như là Coinbase Uh, bitcoin Group Heart A là một công ty mà chuyên về đào bitcoin ở Canada. Các bạn thấy được là những công ty này đã phân phối không chỉ riêng ở Hoa Kỳ mà thấp thế giới như là các bạn nhìn thấy những cái loại cờ khác nhau. Thì tại sao mà nhiều người nói bitcoin dao động như vậy mà những công ty này vẫn tiếp tục lưu trữ bitcoin trong ngân sách công ty? Thì chúng ta cần phải hiểu rất là nhiều uh, những cái tài liệu mình thường đã chia sẻ với các bạn trong thời gian bao nhiêu năm qua.